mặc dù đó là bánh gai lớn thì nhưng mà cái cảm giác mình vô cua cũng rất là đã, cảm giác rất vô cua rất là tự tin luôn nha anh em. Mình ra đường trống đây mình kéo thử coi. Cảm giác rất là phê luôn á anh em. Không sao đâu, em ngồi em quay trực tiếp quay luôn. Nói hôm nay em giới thiệu em tới đây trước đã. Đang quay luôn hả? Đang quay luôn á. Kệ, okay. Cái này em dọc được mà. Giới thiệu với anh em đây là anh Kenny. À, đang là chủ của Riston Motor Cafe ở đây nè. Thì hôm nay mình đổi xe với ảnh xíu. Nè con cùi ghẻ của tôi nè, hôm nay anh cho anh mượn anh đi, còn tôi lấy con 250 kia. Chìa khóa 250 nha. Đó, tổng quan con Cafe Racer của tôi á, con cùi ghẻ này đó. Ôi, chào mừng anh em đã đến với kênh vlog của mình nha. Ngày hôm nay mình đang ở bên Bristol Moto Cafe Beer. Thì địa chỉ đây là B2A Bửu Long. Và đây cũng là nơi mà mình đến để sửa chữa xe nè. Rồi thay đồ hoặc là lên đồ cho con xe của mình. Mục đích hôm nay của mình tới không phải là để sửa xe, mà nhân vật chính của mình ngày hôm nay là mở đầu cho cái clip vlog của mình là review con Bristol 250 này. Anh em đừng đi đâu hết nha, ở lại đây thì có gì coi mình cùng mình đánh giá con xe này. Đây là con xe đầu tiên của Việt Nam luôn, không có chiếc thứ hai nha anh em. Hôm nay mình sẽ là trên mông nó. Rồi anh em đợi mình xíu để mình dắt xe ra cái. Thôi thì bây giờ anh em mình sẽ test ride nha. Mình test ride mình cảm nhận đi, sau xíu nữa là mình sẽ nói sơ sơ về cái con này sau. Phanh thì nó có phanh ABS trước sau luôn, hai kênh, kênh trước nữa kênh sau luôn, chạy cực kỳ an toàn. Cái bánh gai này để mình coi mình chạy nó có ổn định hay không. Mà trước tiên chạy là mình phải đề cái máy nghe cho nó sướng cái đã. Số nhẹ thôi. Đây là tiếng của cục máy 250, con Bristol 250 này. Nhìn nó góc cạnh nó đẹp đẽ, phuộc dạng phuộc upside down luôn. Phuộc upside down này. Phuộc sau là bình dầu. Phuộc sau có bình dầu. Kim phun nghe. Ây da. Test ride. Nhìn đèn hầm hố ghê không? Có nguyên dải led chứ nguyên chữ X ở giữa, đặc trưng của bên Bristol luôn. Ây. Rồi, anh em mình làm vòng quận 10 chơi đi. Ồ, côn nó nhẹ quá. Wow. Đúng là 250cc chạy nó rất là mượt nha anh em. Chạy cực kỳ mượt luôn. Số vô ngọt và côn rất là nhẹ, mình cảm thấy là mình cái côn của nó còn nhẹ hơn so gấp nhiều lần so với cái côn zin của những con Bristol 150 luôn. Và cái thế của mình ngồi là do mình ngồi quen với Cafe Racer rồi đó. Nhưng mà khi mà mình ngồi cái thế tracker như vậy á thì cái thế nó ngồi thực sự ra thì nó cũng không bè ra là bao nhiêu so với cái con Bristol Scrambler 150. Thì cái thế ngồi nó y chang vậy luôn. Yên ngồi cũng rất là êm ái nè. Đồng hồ báo số thì ở đây thì nó không như cái kia, nó không có báo chữ N nữa. Mà chữ N nó dời vô trong đây luôn thì ở đây nó sẽ báo gọi là phanh ABS. Máy nó êm và nó mượt. Mà thiệt sự luôn khi đây là con phân khối lớn, có thể gọi là con phân khối lớn BKL đi, 250 phân khối. Nhưng mà mình ngồi lên á thì cảm giác mình rịn máy á, ga đầu cũng rất là ngọt. Đây là hộp số 5 cấp nha anh em. Đi.
cái cảm nhận khi mà mình ngồi lên cái con xe này á, thật sự cảm giác lái của mình, cái cảm giác nó rất là tự tin, nhìn cũng rất là hầm hố và ngầu. Không biết là con này nó tăng tốc như thế nào. Nếu mà anh em có để ý kỹ cái con xe này á, thì đây là bô con sâu nha. Đó, thì đặc trưng của cái dòng Riston 250 này được thêm một cái ưu điểm nữa, đó là cái bề ngoài của con lông bô này nhìn nó rất là đẹp. Mặc dù nó là bánh gai lớn thì nhưng mà cái cảm giác mình vô cua cũng rất là đã. Cảm giác rất vô cua, rất là tự tin luôn nha anh em. Mình ra đường trống đây mình kéo thử coi. Cảm giác rất là phê luôn á anh em. Mà nói thật, nếu mà mình có tiền trong thời gian sớm mà con này theo mình nghĩ thì cái giá niêm yết khi mà về đến Việt Nam á chắc cũng tầm cỡ 70 đến 90 triệu. Mình nghĩ là tầm mức đó là giá cực kỳ hợp lý cho một con phân khối lớn. Cái cảm giác lái á, nó không, mình ngồi tư thế rất là thẳng lưng nè. Thực sự con này chạy rất là sướng luôn á anh em. Mình mặc dù tuy là nó 250 nè, nhưng mà mình cảm giác được cái độ bốc của nó. Mình cảm giác được cái độ. Đó anh em thấy á. Đây là cục máy 250, hai ống xả, nhưng mà nó sẽ gom nó lại thành một ống xả chung. Mình cũng chia sẻ với anh em luôn, thì đây đó là cảm nhận riêng của mình. Đây là cảm nhận riêng cá nhân của mình thôi nha. Mình là không phải là dân chơi xe đầu tiên của Việt Nam luôn, duy nhất của Việt Nam luôn, không có con thứ hai nha anh em. Hiện tại thì vẫn chưa có công bố từ hãng sớm của con này. Cái cảm giác mặc dù tay lái này rất là rộng nha, thì nó rộng cũng gần ngang ngửa chung với con Scrambler á, con Riston Scrambler. Nhưng mà đi trong thành phố thì anh em cực kỳ dễ luồn lách luôn. Cảm giác là nó dễ luồn lách hơn nhiều so với những cái con Riston cà phê của mình luôn. Mặc dù là bô zin nhưng mà nghe cái cảm giác mà máy này nọ nó cho mình thực sự cảm giác rất là lực nè. Số côn này nọ rất là nhẹ hiều luôn, nhẹ tưng luôn. Bộ hộp số rất là đã. Số 1 cực kỳ bốc. Thì sự con này nó quá sướng anh em ơi, không có gì để chê được cả. Thì nói về dòng Riston một xíu đi. Thì dòng Riston này nó cũng là một trong những hãng xe thuộc tập đoàn KSA. Cũng nó thuộc tập đoàn của KSA chung với Benelli, với lại chung của bên đám của Royal Enfield á. Thì nó là một dòng chuyên về dòng classic. Thì con Riston 250 này khi mà anh em thấy á, thì nó là thuộc dạng một dòng của Modern Classic. Nó là dòng dạng của Modern Classic nha. Cái form của nó rất là tracker. Nhấn ga là đi. Hiện tại thì con này đang được nó được có ở hiện tại thì con Riston 250 này thì nó có ở được trưng bày ở bên của B2A Bửu Long, địa chỉ B2A Bửu Long nha anh em. Riston cà phê, mô tô và cà phê á. Thì mình nói sơ xíu là ở đó, đó là một trong những đại lý chính, một trong những đại lý lớn của Việt Nam mà phân phối chính hãng các dòng của Riston nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể đến đó, và thậm chí cái độ xe và cũng như là bảo dưỡng xe Riston nó rất là đơn giản luôn. Hiện tại thì mình cảm thấy á, mình chạy trong thành phố á, nó không có bị mệt nha anh em.
cái cảm giác mái nó mướt dã man mà nó êm cực kỳ luôn, cảm giác êm ru à. Ga nè, mình nói trước là bướm ga nè, bướm ga nó nhẹ cực kỳ luôn mà, và nó rất bướm ga nó nhẹ lắm. Thì sự nếu khi cái cảm giác mình chạy con 250 mà cái lực máy nó rất là lớn, nhưng mà cái cảm giác chạy của mình hiện tại như là một cái chiếc 150 à, nó không có khác gì hết, nhưng mà chạy nó cực kỳ bốc luôn. Như anh em quan sát hai bên đó thì cái con xe này á là nó trang bị, nó cũng khi mà anh em nhìn lên á thì nó cũng không, thực sự góc lái này anh em nhìn á nó không có khác gì với con 150 đúng không, nó vẫn là cái cùm này với những cái công tắc như là chạy xi nhan nè, đèn pha cốt nè, cổng sạc USB nè. Nếu như mình bình thường mình chạy cái góc lái mình không có thể phân biệt rồi, nếu như mà không nhìn vô cái phần này thì chắc chắn anh em sẽ không phân biệt rồi đúng không, vẫn là như cái hazard bên đây nè, đây là bật đèn. Đó, mới nãy giờ là mình với anh em có chạy một vòng sơ với con Bridgestone 250. Đây là con Bridgestone 250. Đó, cho anh em coi sơ bộ tổng quan về cái xe nè. Đây là dàn chân của nó nè. Đó, đây là dàn chân của nó nè. Nhìn nó hầm hố mà anh em. Bình xăng với cả cái kiểu nè. Đây là dòng Glenview nha. Còn con sách bi khi nào về thì mình lúc đó công bố, thì mình nếu mà có cơ hội trên tay là mình sẽ cho anh em thấy liền. Đó. Đó, cái hãng đặc trưng của Bridgestone Motorcycle nè. Rồi, thì mình nói sơ sơ những gì mà mình biết trên con xe này trước cho anh em đi. Mình thì không có chuyên, mình thấy gì thì mình nói đó, mình bắt đầu từ dàn chân đi, từ bên đây trước ha. Đó, như anh em thấy hiện tại đây là con heo dầu. Đó, con heo dầu và có phanh ABS ở trong đây luôn nha. Đây là phanh ABS kênh sâu của nó nè. Bánh là thuộc dạng bánh gai, nó giống như con Scrambler á. Như con Scrambler, con Bridgestone Scrambler của mình ở bên trong kia kìa. Đó, phanh dĩa bánh nó rất là mượt, dĩa lớn. Thông số nhiêu thì mình thì sau này khi mà mình coi, để mình coi xíu nữa mình có thông số gì đó thì mình sẽ ghi lại cho anh em biết nha. Phuộc của nó đây là nhìn như cái phuộc ESS vậy. Ở đây có bình dầu nè. Đúng là modern classic, nhìn những cảm giác nó hiện đại, nó khỏe khoắn hơn. Và cái nổi trội đặc trưng cho cái con Bridgestone 250 này đó chính là cái bô con sâu này nè. Như em thấy thì cái mặc dù nó là 250 nhưng mà cái tiêu của nó có chút xíu à. Nhưng mà cái bô con sâu này nhìn nó rất là đẹp nha. Đó. Mà mình thấy hiện tại trong tất cả các hãng của thiên về những cái con mà dạng như classic như thế này á, thì hãng ở bên của Bridgestone họ làm rất là tốt về trong những cái phần bô như vậy nè, từ những mang nét rất là đặc trưng của riêng từng con luôn. Như các bạn anh em thấy nè, đây là con classic nè, như gọi là bô cổ chai nè, bô cổ chai nè, hoặc những cái con cà phê racer của mình thì bô nó nhỏng cao hơn xíu, hoặc là bô hỏa tiễn của dành cho những con Scrambler. Đó là bên phần bên kia thì anh em mình có nhông sinh dĩa này nọ, thấy không? Còn bên đây mới gọi nhông sinh dĩa, mà sau đi bên kia là con heo dầu. Vậy mới đủ tải cho con này chứ đúng không? À, nói về cái phần này nãy giờ mình thì đây là cái phần cũng khá là hay trên cái con này, thì có thể gọi là đặc trưng, nhìn nó dạng nó giống như con Scrambler, mà thông thường những con Scrambler và bánh gai này anh em thấy thì mình có thể đi dễ dàng mình đi off-road nè. Mình đi off-road cho nên cái phần chân đứng của nó sẽ có phần gai và nó phần bấu ở trên đây. Đó. Cái phần gai nó sẽ bấu ở trên đây nè. Cho nên anh em sẽ không bị trợt trong cái quá trình mà mình có thể gọi là mình off-road, mình đứng lên trên đây nó sẽ không bị nè. Và cần số lẫy này về khả năng độ lẫy thì nó cũng rất là vừa chân của mình luôn. Nó không có quá cao mà nó cũng không có quá thấp. Và cái số nó cực nhẹ. Anh em thấy không, mình chỉ cần một ngón tay thôi. Bình thường những con số mà nó cứng quá, nhiều khi anh em bóc số cũng rất là khó. Con này mình chỉ cần một ngón tay thôi cũng rất là dễ rồi. Đó là sơ sơ về dàn chân sau ha. Dàn chân sau nó hai phục, có bình dầu luôn, có thể căn chỉnh được không ta. Như bình dầu này có thể căn chỉnh được về cái độ cứng và độ mềm của nó nè. Còn đây là cục máy.
cục máy của con 250 như anh em thấy nè. Ở đây nó có ghi là như là 300ml này gọi là dung tích nhớt dành cho con này. Nếu mà anh em nhìn vô này anh em có thể đoán đây là cục máy gì không? Nếu mà anh em biết đây là cục máy gì anh em comment bên dưới cho mình biết nha. Ở bên đây là chân thắng nè. Con cái ben đạp này nó không có khác gì mấy so với lại cái ben đạp của những con Riston hiện tại. Nó vẫn là cái bình dầu giống vậy nè. Đó, nhìn không có khác gì với con 150 hết. Đây là gác chân sau dành cho bên phía của con 250. Nó cũng giống như ở đây. Thì người sau khi họ đứng ở đây nó vẫn có độ bám, cái độ bám chính xác nhiều hơn là so với cái lại cái mấy phần để chân bằng cao su này. Này có thể gặp ra gặp vô trong quá trình, ví dụ mà mình có té hay ngã thì nó vẫn sẽ gặp được, hoặc là anh em dắt xe vô trong nhà cũng rất là hay ha. Đó, nhà thiết kế họ đã tính đây không ạ. À, cục máy cực kỳ hầm hố luôn. Đây là ra hai ống xả nha anh em. Đây là ra được hai ống xả luôn, hay là một máy ra hai ống xả gom lại vô ra bô sau này. Đó. Cái dè trước phột upside down nè. Cục upside down này anh em nhìn vô có thể thấy nó đang là đen trơn, nhưng mà thực sự nó có cái vân dọc sọc 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 ở đây nè. Độ nhún cực kỳ tốt. Mới nãy mình có thể mình gọi là mình cố tình mình đi vô mấy cái chỗ xăng, mấy cái bình, mấy cái nắp cống á, thì cái độ nảy của nó hồi lại cũng rất là đã. Đây là cái... Rồi, mình coi phần dưới xong hết ok rồi. Lớp này chạy rất là bám đường nha. Đây là phần đầu đèn nó. Thì đây là cái phần đầu đèn có thể gọi là cải tiến hơn là so với dòng của bên 150 nè. 150 thì nó sẽ có cái viền ở đây, nhưng mà riêng con 1250 này đó, thì nó là có cái một cái đường line này với cái chữ X đây. Mình mở lên cho anh em thấy nè. Đó, sáng chân một dòng trời luôn. Không biết mở lên đèn sao ta. Này là cái này đang là pha nè. Code, pha, code, pha, code. À vậy là nó chia ra hai cái đặc biệt luôn, chứ nó không có gom vô một cục này nữa. Để bữa nào nếu mình có chạy được ban đêm thì mình sẽ test được cái độ đèn này cho anh em nha. Đó, còn xi nhan. Xi nhan không có khác gì hết. Xi nhan nó không có khác gì hết. Đó, vẫn là xi nhan cũ. Mà cái điểm khác biệt nhất ở đó chính là cái miếng ốp và cái đầu đèn này. Đây. À, tâm hồn và điểm khác biệt của con 250 nắp bình xăng. Có miếng ốp gỗ ở đây nữa. Đúng là đặc trưng của mấy cái dòng mà dòng xe classic, khi mà ốp gỗ là nhìn nó sang trọng hơn hẳn. Đây cái bình xăng của con 250 này á, thì của con này mình có thể gọi là con Tracker đi, thì cái bình của nó góc cạnh nhiều hơn là so với những cái con kia. Con kia thì có những cái đường cong đường này nọ nhìn nó mềm mại hơn, thì con này nhìn nó cứng. Miếng ốp hông bên đây, miếng ốp hông bảo vệ. Đó. Vẫn là bình dầu thắng. Mình bóp thắng trước thắng sau, cảm giác nó rất là an toàn và rất là ok mọi thứ luôn á anh em. Côn nhẹ nhàng này nọ nữa. Rồi, đó là cái cảm nghĩ và cũng như là những gì mà mình vừa mới chia sẻ cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh YouTube của mình nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau. Thì mình sẽ làm một cái clip thứ hai. Mình sẽ làm một cái clip thứ hai để giải đáp toàn bộ thắc mắc của anh em khi mà anh em mới mua xe về. Đó. Thì năm mới cũng gắng chúc anh em làm ăn phát tài rồi kiếm được con xe mới theo ý mình nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Nếu anh em thấy clip này hay, anh em để lại cho mình một like và một subscribe nha. Rồi, cảm ơn anh em. Could you buy?